Xin chào quý vị, hôm nay tôi đang lại tiếp tục quay trở lại nơi ngôi chùa này. Tôi hẹn sư thầy, hiện giờ tôi đang chờ sư thầy ở trước cái cổng chùa để tôi muốn làm sáng tỏ và mọi thứ hết. Tại hôm trước do ở nơi đông người cho nên tôi không có nói được cái gì. Bây giờ mình sẽ quyết định vào chùa để mà tìm sư thầy. Bộ mày cái nợ đó thật già. Đúng rồi. Làm những là để chứ chữ này là tao bò sao mày chết hết. Đúng rồi. Chết hết là mới để quên tự. Đồ khùng ngu không có biết hiểu. Là tao bò là biết sao. Là trai. Nè con gà nó cũng là bộn nè. Con heo cũng là bộn nè. Con trâu con bò ha là cứ cá đó nó cũng là bột bằng bột. Cá kho tiêu rồi đó. Mà con người ngu nó không có hiểu. Rồi nó đăng mà tôi lên nè. Ủa mẹ không, nó có ăn, hạt khùng mà nó ngu quá vậy. Ăn nói mà đau đau rồi mày kiếm hết rồi có mặn không? Đúng rồi, ở trong chùa ai mặn. Bà cô cũng uống cà phê sữa đá, rồi cơm, không ăn, không uống. Nay là 20 năm. Mà tại sao mày không hiểu ta gần ta vậy? Mày đi nói xấu, rồi mày nói xấu thầy. Biết không, thịt trâu, thịt bò, nó làm thịt heo. Thịt gà nó làm bằng bột. Đúng rồi, bột không à, ngoài quán trai bán cái gì. Bữa đó bột tôi ăn cá đó. Em biết bà ăn thử đó, đâu cần tôi ăn thử, ăn thử đi. Đó, bằng bột. Bột không à. Đừng nói dày nó bậy nó bạ. Bánh mì đâu đó, nó làm. Thôi, nó trà, là người ta. Heo á, nó cũng làm bằng bột. Gà nó cũng làm bằng bột. Còn heo mà nó làm bự gì nè. Nó làm cũng bằng bột. Câu bò heo là làm bằng bột. Chứ không phải là câu bò thiệt của mình. Hay là rồi cái người ngoài đời người ta ăn. Hiểu không? Đời đứng dốt, ngu, nó không có hiểu. Đà để dự, thực dự là sau này câu bò chết, người ta cũng chết luôn. Lẹm để không để chân người ta luôn. Người ta sau này chết, cho con biết. Chỉ 2 năm. Tránh bà cô còn cú bệnh, căng bệnh, tất cả cái gì mà. Mà tại sao nó xấu bà con? Nó xấu là nghĩa sao? Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, giờ tôi đang có mặt, tôi lại quay lại ở nơi chùa để là phòng pháp trung ương. Là không có tu. Dạ. Nó tàn là nó phá giáo không. Nó chỉ là nó phá cái chùa bà cô thôi. Dạ. Cái này cái đạo đức chứ hay là nó tu là không có. Cô cũng biết nhớ đằng này quán cà phê á, nó làm em đâu của bà cô chi. Nó nói á, bà cô với bà chỉ nói là không chị em. Không bà con, cái đó không bà con rồi cút. Mày đừng có ở đất cũng không bà tao. Không, mày là dâu mà, mày khó gì. Mày là người dân, mày người dân, mày ở đây tao chứ. Ở đây rất nhiều nè, giấy khen nè, ống. Đây là bằng những bằng giấy khen nè mọi người. Nói đi nói khùng, nói đậy nó bạc nè. Bà cô cũng thích. Rồi đây có thư cảm ơn. Rất là nhiều nè. Thế mình còn không ăn nữa. Ta không có ăn, ta không làm, ta ăn luôn á. Cho giúp bà cô, không giúp cái chùa. Cho con hiểu không biết. Ngày nay bà cô nó tắn đâu cho con hiểu không biết. Mày tu, mày biết phải, mày biết ăn nói đàng hoàng, lễ phép, biết ông bà. Chứ tao không phải cần cái đồng tiền mày đem mày cúng người ta rồi mày giúp đỡ người ta, mày nói xấu người ta. Không cần, tao không cần. Tao nghèo rớt người ta cho lâu rồi. Tao không ăn mày 30 năm. Tao không, mày uống nước lại bằng tao làm sao. Rồi bây giờ trước mày nói 5 phút là con cũng đói rồi. Còn bà cô suốt đầy ngày này qua ngày kia này hết ăn ăn. Tôi nói là bà cô làm cà phê sữa đá có nè, con biết không, bà tử ta đem thừa cho bà cô nè. Còn bà ai mà mua bún á, cái bà cô đâm đậu nè ra ăn nè, cái này là chai hay mặn chà. Hỏi nó vậy á. Nè bà cô uống thừa nè, không bao giờ bà cô nói dắt tóc nè, uống thừa nè, cà phê nè, từ cơm không có bà ăn. Đừng có nói bậy, nó bạ, nó điên, nó khùng, nó bậy. Ra làm mà làm bằng bột á. Dạ. Một cái ngu. Mà cứ nói xấu người ta không à. Ăn no giờ ngó chùa là nó xấu. Thì bà cô làm cho bệnh hết luôn. Bệnh chết. Bà
rồi nó phân bù cho nên bù biết hết á, bù con rành nữa. Ghét ta mà nó bậy mà, ghét ta là cái nó xì nó bớt nó vô, nó điên nó bụng. Cái đó lâu quá mà bê mấy con uống là nó khỏi nói. Thằng nào con nào nó không uống. Đã có người ba thợn đâu à, nó đâu có làm mà đâu. Tới gì cửa khóa rồi mọi người, khóa rồi cho nên vô trong không có được. Bây giờ cửa phía bên trong mà chỗ thờ Phật chính điện á, nó bên kia có cái phòng mà trong đó có rất là nhiều phòng ở, mà không biết bây giờ mình đang cố gắng mình thuyết phục sẽ để được đi vào bên trong một lần nữa coi. Đây là nè, mình khi mình vừa bước vào á thì mình sẽ thấy là Hoàng Pháp Trung ương, Giáo hội Phật giáo Anna Nikaya Việt Nam, Trung ương Chữ thập đỏ Việt Nam, chùa Hoàng Pháp Trung ương, Liên hiệp hội từ thiện quốc tế, chương trình đêm hội trăng rằm. Ở trên là rất là nhiều của tổ chức kỷ lục bảo y tế rồi UNESCO, rồi gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc nữa. Có cả gìn giữ hòa bình nữa nha. Đó, rất là nhiều. Đó, ở đây là có một cái giường, chắc cái giường của bà cô ngủ á. Đây, đây cái giường, còn đây là chính điện hai bên để làm những cái giường này kiểu như những giường mà ở kiến trúc xá rồi đó mọi người. Ở đây có một cái rất là nhiều. Đây là cái hình của ông Trung. Ông qua bên Mỹ ông gặp ông Trung luôn nè. Rất là nhiều. Đây chúng ta có thể là thấy những cái giường này giống như giường bộ đội vậy đó. Rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt là ở đây là hình như là hai cái kho. Hai cái kho ở đây mình không biết kho ổng chứa cái gì. Giống như cái nhà tắm vậy đó, ngay chính điện. Đặc biệt ngay chính điện là các bạn thấy không, ngay chính điện đây là giường tầng để ngủ thì rất là nhiều. Nó thấy không, ngay đây ngay chính điện thì ngõ xéo ở đây là những cái giường để ngủ. Đây là những bộ quần áo. Đây là những bộ quần áo của ông đây. Những cái màu áo này là mình kêu gọi là bệnh Bắc Tông nha mọi người. Nam Tông là người ta quấn nửa kính nửa hở. Đây rất là nhiều đồ luôn. Bởi đời rơi ra thôi, mọi người không có ai đâu tắm đây. Bà vẫn ta tắm đi, ta cho nước tương, ta cho bột ngọt. Này nè, chao, không? Nó hơi ta cho mì. Hơi hơi tiếu hơn chiếc chai, mì thì mì chai. Đó, tớ ở đâu cái gì? Mà không cần nào tắm cái hết. Nó nói đồ có cái ngu là nó ngu. Khô không nói về, chừng có người khô, thấy con tu. Phải không? Con đừng có lo, chỉ giờ con yếu đi cũng chết đỉnh thôi, chứ mà ra lẽ con chỉ lo vợ, lo con. Rồi mới mốt con cũng lo, nó cũng vi vậy, nó có cho gia đình, nó lớn lên có gia đình, nó cũng lo nói, chứ nó đâu có lo tới mình. Phải không? Đó, mình nghĩ vậy đấy. Ông bà nó lên tụt vậy, vi vậy đó. Đổi ra, con nghĩ lên, nghĩ lúc từ bà cô nói.
tao thấy tụi này tại vì nó không biết, nó không hiểu. Cái ngu mà hỏi người ta không tu làm sao ta được như vậy. Mấy con nó không tu mà tao không được vậy. Mình dạy hai cái đó đi. Mình nghĩ không học, học hai chữ ngờ đi. Hai chữ con cái như vậy. Không biết chừng nào về. Thầy đi chừng nào về là về. Đi là đi. Bảo vậy, con ngu thì giảng cho nghe rồi hiểu. Lâm bốt cho nghe con lại, ngày nào lại ta không chịu quá. Bây giờ nó nói bậy nó bạ. Nghe là con nó bậy nó bạ. Nó đi nó khủng. Nó làm cái tiểu ra đừng ai, đừng có tập thử nào tới. Đừng có giúp đỡ cho bà cô với thầy đó. Thầy đi công tác nước ngoài là đừng như thế nào bà cô biết không? Cả thầy đi dùng nhỏ lớp trường. Thầy tu dùng nhỏ lớp trường cũng phải nói đây không. Bởi vì chúng tu rồi không biết rồi. Thịt trâu thịt bò là bằng bộ. Ông hiểu không? Con ta hiểu, nó nói. Nó nói ra rồi nó bậy. Nó điên nó khùng. Bởi vì bà cô mới tập từ bà cô đấy. Tụi bay á, đang sao đang đi, đang muốn chết.